Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng vừa công khai các doanh nghiệp nợ thuế của tháng 2. Theo danh sách này, có 47 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ là hơn 34,8 tỷ đồng. Thực hiện quy định tại Điều 29 Nghị định 126 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế về việc công khai thông tin nợ thuế, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Tổng cục Hải quan danh sách 47 doanh nghiệp nợ thuế hơn 34,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổ hợp Quốc Cường có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 3B, khu vườn sái thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, với số tiền nợ thuế là hơn 9,6 tỷ đồng. Tiếp đó là công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Tân Kiến Thành có địa chỉ kinh doanh tại số 428 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền nợ thuế hơn 6,6 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn ITG Phong Phú có địa chỉ kinh doanh tại đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng với số tiền nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc xây dựng các tuyến cao tốc phân kỳ chưa bảo đảm tiêu chuẩn an toàn do nguồn lực còn hạn chế, nguồn vốn phân bổ chỉ đáp ứng khoảng 66% nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Sau thời gian khai thác, việc đầu tư các cao tốc hai làn xe không có giải phân cách cứng gây nguy cơ cao dẫn tới tai nạn, đồng thời các cao tốc không có làn dừng khẩn cấp liên tục sẽ gây ùn tắc kéo dài khi xảy ra sự cố. Trong quý 1 năm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành quy chuẩn về đường cao tốc. Khi có quy chuẩn này, chắc chắn sẽ không còn cao tốc hai làn xe nữa mà đầu tư phải tối thiểu 4 làn xe. Thưa quý vị, cao tốc là tuyến đường được phép lưu thông với tốc độ cao. Việc có các phương tiện dừng đỗ hoặc người dân phá hàng rào lên đây chờ bắt xe luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Việc này vô hình chung đã tạo ra những chướng ngại vật không thể lường trước. Va chạm, thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua 5 tỉnh, thành phố. Cứ qua mỗi tỉnh, không khó để bắt gặp những cảnh tượng như thế này. Và đây là cái cách mà các bến cóc này hình thành và hoạt động. Những hàng rào lưới bị cắt gọt, thậm chí giật đổ để tạo điểm chờ xe khách cho người dân. Có một số nhà xe cũng sẽ bắt khách ở chỗ này, chỗ khác, chứ có những cái điểm họ sẽ không dừng. Nên bắt buộc là em phải đi theo nhà xe thì em phải bắt đứng đợi ở đây. Không chỉ người đi bộ lang thang trên cao tốc, nhiều cò xe khách là các xe ôm cũng sẵn sàng sử dụng xe máy để đưa người dân đến các điểm dừng đã hẹn trước. Còn xe khách thì thản nhiên dừng đón khách dọc đường. Nếu nó xảy ra có thể nó không tránh được, nó chỉ lổ lốp hoặc là lạng lẽn một phát vào cái đường ấy, cái nó không kịp đánh lái sang là nhiều lúc là cũng không kịp tránh, nó gây nguy hiểm cho bà con. Còn anh em lái xe thì không may là nó đột ngột phát nó đến cái thì thấy người thò ra không kịp phanh cũng không kịp tránh nữa, là như thế là nó quá nguy hiểm. Cái lỗi đây là trước hết là lỗi của người lái xe và lỗi của người quản lý doanh nghiệp, quản lý lái xe. Đấy, vậy thì chúng ta phải làm sao để giáo dục cho lái xe là thế nào phải chấp hành tốt cái vấn đề quy định. Những hình ảnh ghi lại rất rõ ràng toàn bộ hành vi vi phạm của các nhà xe trên tuyến đều được lưu trữ tại trung tâm này để làm căn cứ xử lý vi phạm. Phối hợp với lại cơ quan bảo trì vận hành đường cao tốc là tiến hành đóng lại, khép kín lại những cái hàng rào B40, tôn hộ lan hay là những cái hàng rào thép gai. Mặt khác nữa là lực lượng trực sẽ thông báo những cái hành vi vi phạm cho các tổ cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần dừng ngay việc lên cao tốc bắt xe khách. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất cao. Đừng chỉ vì một chút tiện lợi mà tự đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm, cũng như tạo điều kiện cho các nhà xe vi phạm. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất cho phép lùi thời hạn thực hiện thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên hưởng án treo nhằm tháo gỡ nguy cơ ùn tắc đăng kiểm có thể xảy ra vào những tháng tới. Hiện nay đã có hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố, trong số này, nhiều đăng kiểm viên là đảng viên bị khởi tố phải bị kỷ luật khai trừ đảng và buộc thôi việc. Nhiều đăng kiểm viên đã xin nghỉ việc hoặc tự ý bỏ việc. Chỉ còn một số ít đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng không là đảng viên, đang được tại ngoại, vẫn tiếp tục tham gia hỗ trợ hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm. Trong bối cảnh trên, cùng với nhu cầu kiểm định lượng phương tiện gia tăng trong thời gian tới, từ tháng 4 đến tháng 7 và các tháng cuối năm 2024, cả nước dự kiến sẽ có 31 địa phương ùn tắc phương tiện
đến kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước lựa chọn một số đăng kiểm viên có chuyên môn vững nhưng đã bị khai trừ khỏi đảng và xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại trung tâm đăng kiểm cho tới khi tòa án đưa ra xét xử. Sau khi nhận được phản ánh khu vực dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tái diễn hiện tượng bụi đỏ phát sinh lớn, gây ảnh hưởng đến người dân và hoạt động giao thông đường bộ tại một số thời điểm. Và chiều qua ngày 19 tháng 3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tăng cường hơn nữa công tác tưới nước dập bụi, đặc biệt vào các giờ cao điểm khô, nắng nóng, gió cho tất cả các khu vực san lấp đã được bóc tầng phủ, rà soát các khu vực có khả năng phát tán bụi gần tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, khẩn trương thực hiện trồng cỏ tại bãi trữ đất 722 ha theo thiết kế, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi trong quá trình thi công, xây dựng dự án, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vào ngày 30 hàng tháng để theo dõi, giám sát. Phản hồi ý kiến của doanh nghiệp FDI lo ngại về tình trạng thiếu điện cho sản xuất, lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết không để thiếu điện trong năm 2024. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 05 liên quan đến cân đối điện, đảm bảo không thiếu điện trong mọi tình huống. Bộ Công Thương đang nỗ lực cùng ngành điện để thực hiện nhiệm vụ này. Bộ cũng khẳng định và cho biết không chỉ cấp điện ổn định mà còn nâng cao chất lượng nguồn điện. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng thực hiện giải pháp về mặt công nghệ để đảm bảo phát triển hài hòa các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện để đảm bảo phát điện ổn định. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP thông tin, tính đến cuối tháng 2 vừa qua, xuất khẩu tôm hùm đạt gần 30 triệu đô la Mỹ, tăng 27 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm hùm xanh chiếm hơn 90% với 27,6 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 80 lần. Tiếp đến là tôm hùm bông đạt 2,15 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 45 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với sản phẩm tôm hùm của Việt Nam. Từ tháng 10 năm 2023, xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc bị ngừng vì quy định liên quan đến luật bảo vệ động vật hoang dã của nước này. Trước thay đổi của thị trường chính, nhiều người nuôi tôm hùm bông đã chuyển sang nuôi tôm hùm xanh. Thưa quý vị, vào sáng nay 20 tháng 3, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 năm 2024, gọi tắt là Vietstream 2024, đã được tổ chức với chủ đề Đồng hành cùng người nuôi tôm. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Hơn 2 thập kỷ qua, ngành tôm luôn giữ vai trò tiên phong trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng năm, kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5-4 tỷ USD. Riêng năm 2023, diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước đạt 737.000 ha, sản lượng đạt 1,12 triệu tấn. Tuy diện tích nuôi cơ bản không tăng, nhưng tổng sản lượng tôm lại tăng tới 5,5% so với năm 2022. Theo dự báo năm 2024, tình hình xuất khẩu tôm được dự báo sẽ khởi sắc và tăng nhẹ từ 10 đến 15% so với năm 2023, dự kiến thu về hơn 4 tỷ USD. Để nhanh chóng vượt qua những thách thức trước mắt và phát triển bền vững ngành tôm, Ban tổ chức Vietstream 2024 mong muốn đây sẽ là diễn đàn lớn để bốn nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà nông cùng ngồi lại để tìm giải pháp hữu hiệu nhất đưa ngành tôm Việt Nam quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững cho con tôm Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ điện toán đám mây đang ngày càng phổ biến trong các cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, nếu các đơn vị không hiểu đúng mức độ quan trọng của việc bảo vệ an toàn đám mây hoặc không lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ đám mây và ứng dụng của họ có thể đối mặt với nhiều rủi ro về mặt thương mại, tài chính, kỹ thuật, pháp lý và tuân thủ. Với ưu điểm dễ truy cập, người dùng có thể truy cập dữ liệu đám mây mọi lúc mọi nơi và cung cấp quyền truy cập cho rất nhiều người. Nếu không quản lý chặt chẽ quyền truy cập, quản lý danh tính thì rất dễ trở thành điểm yếu để tin tặc khai thác tấn công, từ đó dẫn đến nguy cơ bị mất dữ liệu. Sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu đó là những dữ liệu về tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, hành chính công. Ta có thể chia cái vấn đề an ninh an toàn dữ liệu nhìn ở góc độ người dùng.
Thứ hai là nhìn ở góc độ của cái nhà cung cấp. Người dùng nếu mà sử dụng cái nền tảng điện toán đám mây mà không biết cách thì cũng có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra cái vấn đề lọt lộ thông tin. Rủi ro an ninh mạng trong điện toán đám mây còn trở nên phức tạp hơn khi các tổ chức muốn sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đáp ứng các nhu cầu hoạt động. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn nhân lực vận hành hệ thống có trình độ cao, hạn chế về ngân sách, quyền riêng tư dữ liệu và khả năng ứng phó khẩn cấp khi có sự cố cũng là rào cản khi áp dụng công nghệ điện toán đám mây tại các công ty và doanh nghiệp. Vấn đề an ninh an toàn luôn luôn là vấn đề phải lo. Thì bất kể rằng chúng ta đã có những công nghệ tiên tiến hoặc tự tin đến đâu, thế đối với điện toán đám mây cũng vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ chắc chắn rằng phải có một cái kế hoạch để mà đầu tư xứng đáng cho cái vấn đề an ninh an toàn. Hiện 80% dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam là của những nhà cung cấp nước ngoài. Đơn vị trong nước chỉ cung cấp 20%. Nhưng do các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chưa thiết lập hạ tầng tại Việt Nam, nên đây cũng là một khó khăn thách thức trong bảo mật dữ liệu nếu không đáp ứng luật an ninh mạng Việt Nam. Tiếp theo trong chương trình, số ca mắc sốt xuất huyết ngay từ đầu năm tại Hà Nội đã tăng gấp 3. Ứng dụng công nghệ phát triển du lịch đường sắt. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 13 đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo về số tiền huy động trái phép của Tân Hoàng Minh. Theo cáo buộc, để bán trái phiếu rộng rãi ra cho người dân lách quy định, thu được tổng cộng hơn 13.972 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành. Cáo buộc chỉ ra rằng số tiền đã huy động từ việc bán trái phiếu được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng dùng tiền của người hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người hợp đồng mua đến người hợp đồng mua đến hạn trả trước, trả nợ gốc lãi vay của các ngân hàng, trong đó đã chuyển hơn 801 tỷ đồng tiền cho việc sử dụng theo các mục đích của cá nhân ông Đỗ Anh Dũng như đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán đô la Mỹ. Số dư còn lại trên tài khoản tổng công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 214 tỷ đồng. Các bị hại trình bày rằng tiền mua trái phiếu là tiền dành dụm cả đời, nay xin được nhận lại ngay tại tòa, đồng thời xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo vì họ đã khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận trung bình từ 17 đến 24 ca mắc sốt xuất huyết một tuần. Theo điều tra dịch tễ học, bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra vào tháng 8, 9, 10. Đỉnh điểm của dịch bệnh này có thể xảy ra vào tháng 10, 11. Thế nhưng những năm gần đây, bệnh xuất hiện từ rất sớm, ngay từ đầu năm. Các chuyên gia y tế cho rằng, đặc điểm và độc lực của virus gây bệnh sốt xuất huyết hiện nay không có gì bất thường hay khác so với các năm trước. Tuy nhiên, nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện từ sớm và gia tăng là do công tác phòng chống dịch ở một số nơi chưa quyết liệt. Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ yếu tố thời tiết thay đổi thất thường, nồm ẩm, mưa nhiều, những yếu tố thuận lợi để muỗi phát triển. CDC Hà Nội dự báo trong thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận bệnh nhân, do đó người dân không được chủ quan. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng, rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhiều ngày nay số lượng bệnh nhi đến khám bệnh về hô hấp luôn duy trì mức cao do thời tiết nồm ẩm kéo dài.
Từ đầu tháng 3 đến nay, thời tiết khu vực Hải Dương chủ yếu duy trì trạng thái nồm ẩm, mưa phùn, gần như không có nắng. Nhiệt độ chênh lệch nhất là về buổi sáng và buổi tối, làm cho virus vi khuẩn gây bệnh liên quan đến đường hô hấp phát triển. Từ đầu tháng 3, bình quân mỗi ngày Bệnh viện Nhi Hải Dương đón trên 100 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. 70% trong số này mắc các bệnh như viêm phổi, một số trường hợp nặng phải thở oxy. Dự báo những ngày tới, thời tiết sẽ lạnh hơn, mưa nhiều, tình trạng nồm ẩm sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần giữ gìn nhà cửa khô ráo sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng, thường xuyên vệ sinh mũi họng cho trẻ, tiêm phòng cúm đầy đủ và đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trên 1.400 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Các nội dung trong chương trình khám chữa bệnh gồm tư vấn chăm sóc sức khỏe, siêu âm tổng quát ổ bụng, siêu âm tim trẻ em, kiểm tra huyết áp, test nhanh chỉ số đường huyết và một số bệnh lý khác, phát thuốc miễn phí, cung cấp thông tin điều trị một số trường hợp bệnh mãn tính. Chương trình khám sức khỏe là dịp người dân vùng sâu vùng xa tỉnh Cao Bằng được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giúp người dân tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ giỏi để được tư vấn miễn phí về lối sống sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, phòng chống bệnh cảm cúm theo mùa, tuân thủ các bước thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Tỷ lệ sống 10 năm sau ghép thận đạt gần 96% là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học ghép thận do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức mới đây tại Hà Nội. Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 2002, tổng số bệnh nhân điều trị sau ghép thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến nay là hơn 1.800 trường hợp, trong đó có 67% là nam giới. Bệnh viện đã chuyển giao nhiều kỹ thuật ghép thận cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Hiện Việt Nam đã triển khai hiệu quả các kỹ thuật trong ghép tạng với kết quả đã ghép được 6 bộ phận cơ thể gồm thận, gan, phổi, tim, tụy, chi thể. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tiến hành nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác theo hướng sửa đổi một số nội dung thuận lợi cho vận động hiến tặng. Cách đây 70 năm, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã trở thành một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ 20. Chiến thắng vang dội đó đã để lại nhiều bài học sâu sắc, hiện vẫn còn nguyên giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phát sóng hàng ngày vào lúc 18 giờ 25 phút từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5 trên kênh truyền hình Nhân dân. Tiếp theo chương trình là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phát động tháng âm nhạc bài ca Điện Biên. Đây là cuộc vận động sáng tác ca khúc mới truyền tải nội dung về giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ. Ban tổ chức khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương thức thể hiện. Tác phẩm tham dự gửi về Hội Nhạc sĩ Việt Nam hoặc qua địa chỉ email congtachoiviena@gmail.com đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2024, giải nhất có trị giá là 100 triệu đồng. Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm nay diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3, với nhiều hoạt động độc đáo hấp dẫn. Chảy hội đền Hùng, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, mua sắm hàng ô cốp đặc sản, xem bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang diễn ra triển lãm Tranh truyện hàng trống. Triển lãm gồm 40 bức tranh thuộc 10 bộ tranh truyện là những tích truyện cổ quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Theo nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê, niên đại của bộ truyện tranh này được sáng tạo từ thế kỷ thứ 19 cho tới trước những năm 1945. Triển lãm phục vụ công chúng đến hết ngày 31 tháng 3.
nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện chương trình đến năm 2025 và thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp nông thôn gắn liền với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương. Chương trình tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường phát huy lợi thế sinh thái tự nhiên, môi trường cảnh quan, giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề của khu vực nông thôn Hòa Vang, từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp thành kinh tế nông nghiệp trên cơ sở tích hợp đa ngành, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân, sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương và đầu tư phát triển du lịch nông thôn để phát triển đa dạng sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay đã có trên 90.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là dòng khách có mức chi tiêu cao nên ngành du lịch các tỉnh đã triển khai nhiều sản phẩm phù hợp. Tại Quảng Ninh, dự kiến trong năm 2024 sẽ có khoảng 60 siêu du thuyền với 80.000 du khách quốc tế đăng ký cập cảng Hạ Long. Tương tự, Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế cũng liên tiếp đón các tàu biển du lịch, siêu du thuyền chở nhiều khách hạng sang đến tham quan, vui chơi, mua sắm. Các chuyên gia du lịch nhận định, những khu du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam đều có khả năng cạnh tranh với các khu du lịch biển trong khu vực và châu Á để thu hút du khách tàu biển. Thưa quý vị, với mục tiêu đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để nâng cao chất lượng, ngành đường sắt đã xây dựng app bán hàng ngay trên tàu nhằm tạo điều kiện giới thiệu đặc sản vùng miền, quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là định hướng trong thời gian tới để ngành đường sắt tiếp tục thu hút khách du lịch. Đây là lần đầu tiên ông Ross Ramsey và vợ đến Việt Nam, quyết định di chuyển đến Hải Phòng bằng tàu hỏa. Ông khá bất ngờ khi được nhân viên hướng dẫn về dịch vụ mã QR để mua sắm hay tìm hiểu những thông tin về điểm du lịch trong hành trình sắp tới của mình. Tôi vô cùng ấn tượng về mã QR mà chuyến tàu này chuẩn bị cho những khách hàng nước ngoài như tôi. Thay vì phải tìm hiểu rồi lựa chọn rất nhiều các gợi ý trên mạng, giờ chúng tôi có thể tùy ý chọn theo ý thích của mình. Trên các toa ghế ngồi hoặc trong khoang giường ngủ sẽ dán các mã QR code. Khách hàng dùng điện thoại thông minh quét mã QR sẽ link vào trong web bán hàng. Do đặc sản phải gắn với địa danh nên trước khi tàu đến ga có dừng đỗ tại địa danh này ít nhất khoảng 20 phút, nhân viên phải xác nhận xong đơn với khách. Quá thời gian này, trên hệ thống không thể hiện đặc sản tại địa danh này nữa mà chỉ thể hiện đặc sản địa danh kế tiếp trên hành trình tàu. Lần đầu tiên mình đi á nên mình cũng chưa rõ về những cái QR code là sao. Chắc chắn là chút xíu nữa mình sẽ sửa. Mục đích của mình là sẽ dừng ở những ga trên toàn nước, coi những đặc sản hay là coi những cái món ăn nào nó ngon để mình trải nghiệm. Từ trên tàu và dưới ga kết nối với nhau để khi mà hành khách đặt mua ở trên tàu thì dưới ga cũng đã chuẩn bị để khi hành khách đến ga là có thể đã có những các cái mặt hàng mà hành khách đặt để phục vụ, đặc biệt là đối với những các cái đặc sản vùng miền của trên dọc các cái tuyến, ví dụ như tuyến Thống Nhất, rồi tuyến Hải Phòng, tuyến Lào Cai. Đường sắt đã áp dụng quét mã QR đặt mua sản phẩm dịch vụ trên các đoàn tàu Thống Nhất SE1, SE2, SE19, SE20, chặng Hà Nội, Đà Nẵng và các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội, Hải Phòng. Hành khách có thể chọn các hình thức thanh toán khác nhau như bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Về giá thành, phía đường sắt cũng cam kết các chi nhánh vận tải làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo hàng chất lượng, giá cả hợp lý. Chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.